dịp năm mới, Du Họng Map gửi đến các bạn lời chúc hạnh phúc và bình an. Chúc các bạn một năm mới tràn đầy niềm tin, hy vọng và sải cánh bay cao với ước mơ du học của mình nhé. Thịt mỡ giữa hành cấu đội đỏ, cây nêu tràng pháo, bánh trưng xanh. Nhân dịp năm mới, Du Học Map xin gửi tới tất cả các em du học sinh thân yêu của mình, những em du học sinh không có dịp về nhà ăn Tết năm nay, một năm mới hạnh phúc và bình an. Map mong rằng các em vẫn cảm nhận được hơi ấm của mùa xuân và của hy vọng đang len lỏi trên từng con phố. Dù các em có ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Mỹ, Úc, Anh hay bất cứ quốc gia nào trên thế giới này, Map cũng mong được đón các em trở về, bởi Map tin rằng đi thật xa là để trở về với một tầm vóc mới, một hy vọng mới và một cái nhìn mới. Vui tết rộn rã, các bạn cùng đừng quên sự kiện khai giảng du học Hàn Quốc. Tết là phải hết mình. Đúng vậy, Tết là phải hết mình là một sự kiện khai giảng đặc biệt đầu năm mới, được Map tổ chức vào ngày mùng 10 Tết âm lịch hay là ngày mùng 3 tháng 2 năm 2020. Map sẽ mở rộng cánh cửa đón các bạn đến nhập học tiếng Hàn miễn phí, khai giảng và nộp hồ sơ cho kỳ bay tháng 6 năm 2020. Các bạn đừng quên đăng ký theo địa chỉ Map chạy trên màn hình này nhé, để nhận những phần lì xì siêu to siêu khổng lồ từ Du Học Map Hà Nội và Map thành phố Hồ Chí Minh. Chúc mừng năm mới và hẹn gặp lại các bạn tại Map. Mời các bạn đến với Map.